bị người ta lừa hết trơn rồi, nhà mình phá sản rồi. Ông chủ suy sụp, bị ép tim nằm bữa giờ. Ừ, cô chủ sao vậy? Từ từ, đang bệnh mà. Ba tôi đau. Không mà, ba cầm cứu, nhưng mà cô chủ bình tĩnh đi. Nhanh ra. Ba chưa bao giờ hỏi con là con muốn gì, con cần gì. Lúc nào tất cả mọi thứ ba cũng sắp xếp theo ý của mình hết á. Tại sao ba không hiểu là cảm nhận của con gái mình là như thế nào hả? Kìa. Quên. Quên. Ba. Chú nó bậy, bà chi nghiệp nó quật kìa. Mắm muối nghiệp.